Chào mọi người. Tối hôm qua mình nhận được một tin nhắn của khách hàng, cũng một tin nhắn của một khách hàng bình thường, hỏi một câu bình thường thôi. Anh ơi, em coi trên website của bên anh, em thấy xăng, thấy xe chạy bằng xăng. Ủa mà cái xe này chạy bằng xăng gì vậy anh? Mình sống ở thế giới đồ chơi này lâu quá rồi, cái mình nghĩ cái chuyện này chỉ bình thường. Nhưng mà rốt cuộc mình cho rằng là có những thứ tuy là bình thường với mình, nhưng với những người mới bắt đầu thì thật sự đó là những câu hỏi rất là bỡ ngỡ. Và mình nghĩ là qua video này mình nên nói cho các bạn biết thêm những cái điều cơ bản về xăng nitro, cái xe chạy nitro là cái gì. Đây, ví dụ như một chiếc xe chạy bằng xăng nitro thì cái máy này gọi là máy nitro này. Đối với xe điều khiển từ xa, xa nhỏ từ 1/10 hoặc 1/8, nói chung thì khoảng 95% cho tới thật sự là 98% là dùng động cơ nitro. Đấy. Mà đã dùng động cơ nitro thì nó phải chạy bằng xăng nitro. Xăng nitro nó là cái gì? Thật ra thì cũng giống như rượu hay bia vậy thôi, thì mình thích là mình uống thôi, chứ mình làm sao mà biết được bên trong nó là cái gì. Ví dụ như là rượu nho thì mình biết bên trong nó có nho, nhưng mà đâu có phải là nó nho không, nó cũng nhiều thứ lắm chứ, tùy theo nhà sản xuất. Cho nên là mình cứ nghĩ thế này, là hễ mình mua xe đồ chơi điều khiển mà có cái gắn cái máy chạy bằng xăng nitro thì mình mua xăng nitro vậy, thế là mình chơi. Đấy, ví dụ xăng nitro là mình về mình đổ vào, mình chả suy nghĩ gì nữa hết, mình đổ vào là chơi. Tuy vậy mình cũng cung cấp những cái thông tin cơ bản để cho bạn hình dung được cái xăng nitro nó là cái gì. Thì xăng nitro nó có 4 thành phần cơ bản và quan trọng. Việc đầu tiên á, cái thứ đầu tiên nó là methanol. Methanol là chất dẫn, đó là thành phần nhiều nhất. Tiếp theo là dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn là trong quá trình cái máy chạy đó, thì cái động cơ nitro là động cơ hai thì. Vì thế cái dầu bôi trơn á, cái dầu chủ yếu trong xăng nitro nó là dầu castor oil. Thì cái dầu đó nó có tác dụng là giữ cho cái động cơ không, cái trái piston chạy lên chạy xuống và các bạc đạn nó không bị trầy xước. Đấy. Và cái tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó chính là nitro. Thì nitro nó là chất kích nổ. Nếu mà nitro mà càng nhiều thì nó càng mạnh, nhưng mà nó cũng ở một mức độ phần trăm nào đó thôi. Bên mình hiện nay giờ đang có bán đủ 4 loại, là 15% nitro, 20% nitro, 25% nitro và 30% nitro. Thêm một chất cũng quan trọng nữa là dầu synthetic, tức là dầu tổng hợp để bảo vệ cái tua máy ở cao nhất mà nó không có bị đốt cháy hoàn toàn, nó vẫn giữ được cho cái động cơ, cái trái piston á chạy lên chạy xuống á, là và cả những cái bạc đạn nữa nó vận hành mà vẫn được bôi trơn bởi những loại dầu đó và một số những cái hóa chất khác của nhà sản xuất. Mỗi nhà sản xuất có một bí kíp riêng, thì mình biết như thế, gọi là nó có xăng nitro nó là như thế. Storm Racer chúng tôi hiện giờ đang cung cấp độc quyền loại xăng nitro kiểu Dragon Lux, là cái này là Dragon, tức là máu rồng. Đấy, màu đỏ. Thì bên mình có 4 loại như các đã nói, gồm có 15, 20, 25 và 30% nitro. Đấy. Sản phẩm này đã được bán rất là lâu, 10 năm nay rồi, và chất lượng đã được kiểm chứng tuyệt vời, ổn định, sạch sẽ và tinh khiết, sử dụng được cho tất cả các loại động cơ từ 3 phân khối cho tới 5 phân khối. Mình nói rõ đây là loại xăng dành cho động cơ nitro, dành cho xe. Vì thế nếu như mà các bạn nào đó có ý định dùng nó cho những thứ vật thể bay như máy bay hay là cánh quạt gì đó, thì mình nói trước là bên mình không chịu trách nhiệm về chuyện đấy. Bởi vì hai cái nguyên tắc làm việc nó khác nhau, đặc biệt những vật thể bay thì nó có liên quan đến vấn đề an toàn, nên mọi người cần lưu tâm để làm cho nó kỹ. Xăng nitro thì bên mình bán độc quyền và cũng chỉ bán tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì có các bạn cũng sẽ lo lắng là lỡ em chơi hết xăng rồi sao, lỡ nhà em có khu vực bên em không có bán. Thì mình cũng nói để cho các bạn hình dung được ra là nó xe đồ chơi ấy, nó khác với lại cái xe thiệt của mình đang chạy ở ngoài đường. Mình không đi từ cái điểm này tới cái điểm này, mình không đi từ thành phố Hồ Chí Minh mình xuống Biên Hòa là mình sợ không có. Mà xe điều khiển là mình chạy từ nơi này sang cái vòng vòng để mình chơi mà. Cho nên mình hết thì mình chạy lại chỗ mình chấp
châm nấm xăng vào. Đấy. Còn nếu bạn ở xa thì bạn mua xăng dự trữ, và thay vì bạn mua một lần hai một bình thì bạn có thể mua hai bình hoặc là ba bình. Một bình này là luôn luôn là 2 lít. Thế thì mình mua về mình để dành, và mình đảm bảo với bạn là vì cái động cơ của mình nó chỉ từ 3 phân khối cho tới to lắm là 5 phân khối. Cho nên nó một ngày nếu bạn thực sự là có sức khỏe và rất là sung chơi vui luôn nguyên ngày thì mình nói thật, trung bình một ngày chủ nhật bạn chỉ chơi được 1 lít xăng là coi như bạn sướng lắm rồi, và thật sự là cũng mệt vờ đâu rồi. Khó ai mà chơi nổi một ngày mà hết được 2 lít xăng này cùng một lúc lắm. Nếu như mà bạn mua sẵn 4 lít, 6 lít bạn có thể chơi được 1 tháng, chỉ 2 tháng. Đấy. Câu hỏi tiếp theo, nghe nói xăng sợ lắm, lỡ để trong nhà có bị gì hay không? Rồi cháy nổ không? Mình cái xăng này nó không phải như xăng của xe gắn máy của mình. Xăng này thì nó không cháy, không nổ. Nó rất là an toàn, cho nên là bạn không lo cái việc mà tự nhiên nó bùng lên nó cháy. Tất nhiên nó không phải là nước lã. Đấy, bạn dí vào, bạn đố cố lấy lửa mà đốt thì nó vẫn cháy chứ không phải là không. Mà đó là trong trường hợp mà cố ý hết sức. Còn lại nếu thực sự là bình thường thì nó an toàn. Bạn chỉ việc đậy nắp kín, bỏ trong khu vực khô ráo, đừng để ẩm ướt và đừng để nắng nóng là coi như nó an toàn. Bạn có thể sử dụng 6 tháng, 1 năm, không có vấn đề gì cả. Với xăng là chất lỏng thì không thể vận chuyển được bằng máy bay. Cho nên các bạn ở xa đó, có đặt hàng đó, thì bên mình sẽ ship bằng đường bộ. Nó sẽ tốn từ 2 ngày cho tới 4 ngày đi các tỉnh thành này kia nọ. Cho nên là nếu như các bạn mà để thấp thấy mình sắp hết á, mình đừng để tới cuối tuần mình mới đặt, không có sang chơi. Mình đặt hàng từ đầu tuần, bên mình ship đi về tới nhà là coi như cuối tuần mình có sang để mình chơi ngay. Cái nắp xăng zin của bên mình chính hãng là nó đã có cái siêu như thế này nhá, rất là chắc. Và nếu như khi là khi cái siêu nó chắc là mình mạnh ra lần đầu tiên nó rất là khó, thì mình sẽ chỉ cho bạn một cái cách là khi mà mình mua bình xăng mới tinh về mình chơi á, thì mình sẽ khui siêu, mình sẽ lấy một cái vật thể nhọn đấy, mình cạy thế này, bung cho cái vòng này nó bung ra, thì lúc đó mình sẽ vặn ra vặn vô nó dễ dàng. Đó là những thông tin cơ bản của loại xăng nitro dành cho xe chạy động cơ nitro. Bạn tất cả sản phẩm của bên mình về xăng thì có trên website đầy đủ, và trong website bên mình có cả cái phần giá bán sỉ luôn, có nghĩa là bạn mua 2 bình, bạn mua 3 bình, 5 bình và 10 bình thì giá nó sẽ rẻ đi. Bạn click vào trong từng bài viết để chọn loại xăng thích hợp và biết giá sỉ cho mua cho từng loại. Đây là một trong những sản phẩm đã được người khách hàng tín nhiệm trong suốt 10 năm qua, cho nên bạn yên tâm mua xăng rồng về chạy như rồng điên luôn, như rồng cất cánh. Rất là vui. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua xăng, hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hotline, nhắn tin và Zalo cũng rất là tiện lợi, chúng tôi sẽ ship tận nhà. Cảm ơn các bạn rất nhiều.